Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, bắt đầu chương trình thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ. Công điện của Bộ Y tế đề nghị 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân. Hơn 1.000 nhân viên y tế Bắc Giang và Bắc Ninh đã tới Hà Nội hỗ trợ thành phố chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngay sau khi đến thủ đô Bruxelles, bắt đầu chương trình thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ. Chủ tịch Charles Michel cho rằng dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của việc thực thi Hiệp định EVFTA, nhấn mạnh sắp tới hai bên cần khai thác hết tiềm năng to lớn mà Hiệp định này mang lại. Chủ tịch Charles Michel chia sẻ quan điểm về hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và khẳng định EU mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò tích cực trong quá trình chuẩn bị, ký kết, phê chuẩn và thúc đẩy triển khai hiệu quả EVFTA, đã thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi và lộ trình gia nhập các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Để tăng cường hợp tác một cách toàn diện, nhất là trong khu vực đầu tư, đề nghị Cộng đồng Kinh tế châu Âu EC tiếp tục ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp hai bên và thúc đẩy nghị viện các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu qua cơ chế COVAX hoặc chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị COVID-19. Tối ngày 8 tháng 9, từ phòng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra trực tuyến việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của thành phố Hà Nội, một số quận, phường thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Cuộc kiểm tra kéo dài 5 tiếng đồng hồ đến hơn 12 giờ đêm. Qua kiểm tra cho thấy một số nơi đã nắm chắc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại một số phường, lãnh đạo còn lúng túng, chưa nắm vững được các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chỉ đạo quán triệt đầy đủ sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch đến các lãnh đạo xã, phường, thị trấn theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là 2 đến 3 ngày một lần tại những địa bàn có nguy cơ cao, rất cao, dài nhất là 5 đến 7 ngày một lần tại các địa bàn còn lại để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19. Thủ tướng yêu cầu tại những nơi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 phải triển khai ngay trạm y tế lưu động. Đối với các địa phương còn lại phải có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn, thực hiện ngay việc tiêm vaccine khi được phân bổ, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém. Bộ Y tế ngày 8 tháng 9 đã có công điện đề nghị 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị F0. Đến ngày 15 tháng 9, phải lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao, ít nhất 1 lần tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác.
Bộ Y tế đề nghị 23 địa phương đang giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thực hiện việc gộp mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR phù hợp với thực tế. Hà Nội triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo 3 vùng, 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Hà Nội. Thời gian triển khai đến ngày 15 tháng 9. Vùng 1 gồm 15 quận huyện là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng ở đây sẽ do các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện. Vùng 2 gồm 5 quận huyện được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1. Đơn vị hỗ trợ thực hiện tại vùng 2 là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Vùng 3 gồm 10 huyện, thị xã là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp. Đơn vị hỗ trợ thực hiện là các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Và để thực hiện kế hoạch của Hà Nội thì chiều tối ngày 8 tháng 9, hơn 1.000 nhân viên y tế Bắc Giang và Bắc Ninh đã tới Hà Nội. Ngay sau khi đến nơi thì đoàn đã bắt tay ngay vào việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm cho người dân trên địa bàn quận Long Biên và Gia Lâm. 4 dây chuyển tiêm do các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đã được triển khai tại nhà văn hóa của quận Long Biên. Tất cả các quy trình tiêm đều được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế với mục tiêu đảm bảo an toàn tới từng mũi tiêm. Đồng thời, 5 điểm xét nghiệm cũng triển khai nhanh chóng để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Sau khi mà lấy xong thì chúng tôi với cái nguồn lực, cái năng lực chạy xét nghiệm của Bắc Giang thì chúng tôi cũng thể hỗ trợ là chạy luôn. Để đảm bảo là trong 24 tiếng sẽ trả được kết quả. Trong quá trình làm cũng triển khai theo quy trình và ứng dụng tiên học, cài đặt Bluezone để lấy mẫu xét nghiệm. Cũng ngay trong tối qua, 200 nhân viên y tế của Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiêm chủng cho hơn 200 người dân tại huyện Gia Lâm. Theo kế hoạch thì chúng tôi phối hợp cùng với huyện Gia Lâm thì cố gắng phấn đấu làm sao trước ngày 15 tháng 9 hoàn thành cái việc tiêm phòng COVID cũng như là lấy mẫu trên diện rộng theo kế hoạch của thành phố Hà Nội đưa ra. Để đạt mục tiêu 100% xét nghiệm cho người dân và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi trước 15 tháng 9, Hà Nội đã đề xuất 11 địa phương hỗ trợ công tác này. Chúng tôi cũng sẽ chọn về mặt năng lực xét nghiệm, về địa bàn, địa giới hành chính, cũng như là cái việc mà phối hợp làm sao mà thật sự là khoa học, chặt chẽ nhất và hiệu quả, đưa những cái dây chuyền tiêm chủng, dây chuyền xét nghiệm tới từng cái địa bàn trên các quận huyện. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với từng địa phương và chia thành 3 vùng để nhanh chóng thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9, từng bước phục hồi kinh tế theo tiến độ khống chế dịch. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng vaccine nhằm tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, ngày 8 tháng 9, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo. Trong trường hợp bất khả kháng, khi nguồn cung vaccine mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng loại khác để tiêm mũi 2. Cụ thể như sau, nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh khan hiếm vaccine nói chung trên toàn cầu, nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất. Vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là chìa khóa để mở cửa trường học, bảo vệ trẻ em và đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị trực tuyến, đánh giá và triển khai giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 9. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em là F0, F1, phụ nữ đang mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời. Trên 108.000 người lớn và trẻ F1 được hỗ trợ tiền ăn với gần 116 tỷ đồng trong thời gian qua. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam về bảo vệ trẻ em, điều trị kịp thời cho trẻ bị nhiễm COVID-19 và những hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đạt hiệu quả về bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời gian qua.
để trẻ em sớm trở lại trường học, thực hiện các quyền của mình. Các đại biểu khuyến nghị các bộ ngành nghiên cứu đề xuất chính phủ sớm triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Nhiều tỉnh thành bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các hoạt động không thiết yếu vẫn tạm dừng, người dân không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Cửa hàng ăn uống được kinh doanh trở lại nhưng chỉ được bán mang đi. Tiếp tục giãn cách nghiêm với các địa điểm liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện gần đây, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly theo cụm dân cư. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép mở lại dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi từ 6 giờ cho đến 18 giờ, tăng thời gian hoạt động cho hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thực phẩm và đội ngũ giao hàng trong phạm vi một quận, huyện, thành phố Thủ Đức từ 6 giờ cho đến 21 giờ. Điều kiện là các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ, chỉ kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người lao động đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine và xét nghiệm 2 ngày một lần. Chính quyền quận huyện sẽ chịu trách nhiệm xác nhận trường hợp đủ điều kiện được phép hoạt động kinh doanh. Thành phố Thủ Đức phải tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân chuẩn bị, để khi đủ điều kiện vaccine, quản lý các nguồn lây thì sẽ nới rộng giãn cách trên từng địa bàn. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Thủ Đức cần chuẩn bị các kịch bản phù hợp cho giai đoạn bình thường mới. Thành phố Thủ Đức đã có nhiều kết quả nổi bật, nhiều mô hình cách làm hay, có hiệu quả trong phòng chống dịch. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trên các trang báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Truyền thông Ai Cập đã đăng tải các bài viết ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Cụ thể là trang tin Việt Nam Plus phiên bản tiếng Pháp trích dẫn một số bài viết của truyền thông Ai Cập ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam và vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Đặc biệt trong năm 2020, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,91%, một trong những mức cao nhất trên thế giới. Về ngoại thương, Việt Nam và Ai Cập đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, hai tờ báo lớn của Ai Cập là báo Ai Cập Ngày Nay và tạp chí Tin Tức Sự Kiện cũng lần lượt đăng hai bài báo ca ngợi quan hệ Việt Nam Ai Cập nhân kỷ niệm 58 năm quan hệ giữa hai nước. Việt Nam đang là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu là tiêu đề của Bloomberg đăng tải ý kiến chuyên gia cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn kế hoạch mở rộng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Tuy vậy, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội AmCham Adam Sikov đánh giá, ngay cả khi chuỗi cung ứng gặp khó khăn, nền kinh tế phải đóng cửa vì COVID-19, Việt Nam vẫn đang là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt tác động lớn đến tiêu dùng ở Mỹ. Alibaba triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vượt qua đại dịch. Báo Vietnamnet đăng tải thông tin về việc Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương phối hợp cùng Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới B2B, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vượt qua đại dịch và gặt hái thành công trên nền tảng thương mại điện tử cũng như nắm bắt các cơ hội kinh doanh quốc tế. Chương trình Đồng Làm Cùng Tiến sẽ triển khai tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các công cụ và kiến thức cập nhật, đồng thời truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp mới bằng các câu chuyện của những gương mặt tiêu biểu đã và đang đạt được nhiều thành công trên nền tảng này. Triển lãm ảnh Việt Nam cuốn hút bất tận, thu hút bạn bè quốc tế tại Mexico. Báo quốc tế đưa tin, chính quyền thành phố Mexico phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh Việt Nam cuốn hút bất tận để giới thiệu về vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước và con người Việt Nam. Triển lãm ảnh là hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Việt Nam là quốc gia đầu tiên được chọn tham dự sáng kiến Paseo de la Cultural Imagen, tạm dịch là dạo chơi đến các nền văn hóa bạn bè, được chính quyền thành phố phát động từ năm 2019 nhằm giới thiệu tới người dân Mexico và những nền văn hóa bạn bè trên thế giới. Trong phần tiếp theo của bản tin, Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI lần thứ 15 đã kết thúc. Đại dịch COVID-19 đã định hình lại tương lai của kiểm toán khu vực công. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là động lực để các thành viên ASOSAI hoạt động hiệu quả hơn. Hơn 50% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể ổn định sản xuất trở lại sau khi phân vùng.
Bản tin xin được tiếp tục. Ngày 8 tháng 9, Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 15, ASOSAI 15, với sự tham gia của 43 thành viên và các tổ chức quốc tế đã chính thức kết thúc. Tại cuộc họp ban điều hành lần thứ 57 của ASOSAI, các thành viên của ban điều hành nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã định hình lại tương lai của kiểm toán khu vực công. Đây vừa là thách thức, nhưng cũng là động lực để các thành viên của ASOSAI hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn. Tuyên bố Bangkok, tuyên bố chính thức của đại hội lần này đánh giá do dịch bệnh, hầu hết các chính phủ sẽ tăng chi tiêu công đáng kể để phục hồi kinh tế. Nhiệm vụ của các cơ quan kiểm toán nhà nước sẽ nặng nề hơn trong bối cảnh bị cản trở bởi dịch bệnh, nên các thành viên cần sẵn sàng và nhanh chóng chuyển đổi số. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự kết nối giữa các thành viên để liên tục phát triển, nhằm thích nghi với tình hình mới, hoạt động hiệu quả trong các tình huống biến động dịch bệnh, thiên tai bất ngờ. Là thành viên ban điều hành nhiệm kỳ 2021-2024, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã rất chủ động với công tác này. Ngay khi dịch COVID bùng phát, nhiều hoạt động kiểm toán đã được điều chỉnh. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng xác định là sẽ chuyển dần theo cái hướng là kiểm toán từ xa, có nghĩa rằng là sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động kiểm toán để làm sao mà không trực tiếp nhiều xuống các cái đơn vị được kiểm toán. Và cái việc này thì đòi hỏi là phải có một cái sự kết nối rất là liên thông giữa kiểm toán nhà nước và các cái đơn vị được kiểm toán. Mỗi một nước có một cái hệ thống chính trị riêng. Tuy nhiên thì về mặt chuyên môn là các SAI cũng sẵn sàng để trao đổi, để chia sẻ, để đưa ra các cái thông lệ tốt nhất. Đại hội ASOSAI đã thông qua kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2027, trong đó tập trung hỗ trợ các thành viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm ứng phó với các vấn đề các tình huống mới, nhóm công tác về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nhóm về quản lý khủng hoảng và các tình huống khẩn cấp cũng được thành lập. Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành thông tư 14 sửa đổi thông tư số 01 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm nay. Quy định này đã mở rộng phạm vi khoản nợ hơn so với quy định cũ vào ngày 10 tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra, thời gian cơ cấu nợ sẽ được kéo dài thêm 6 tháng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thông tư mới sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc hiện nay cho nhiều doanh nghiệp tạm thời không bị chuyển nhóm nợ xấu, có điều kiện phục hồi sản xuất. Còn phía các ngân hàng cũng giảm áp lực trích lập dự phòng. Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước hiện nay đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thì hoạt động của người dân và doanh nghiệp tại các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Do đó, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong một số quy trình như là mở tài khoản giao dịch, xác thực giao dịch trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt. Điều này đã hạn chế được tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cán bộ phòng giao dịch của các ngân hàng. Lên Hà Nội kinh doanh từ nhiều năm nay, sau 2 tháng giãn cách xã hội, ngay khi biết có thể mở tài khoản ngân hàng mà không phải ra quầy giao dịch, chị Nhung đã áp dụng và mở thành công. Nhờ đó, chị có thể chuyển tiền về quê cho người nhà, cũng như dễ dàng thanh toán phục vụ cho việc kinh doanh của mình. Mở thì cũng rất đơn giản, chỉ cần có căn cước công dân và nhận diện khuôn mặt qua điện thoại. Thế khi mà mở thành công rồi thì tôi có thể chuyển khoản miễn phí. Ví dụ như trước đây thì khi cần mua bất cứ một cái sản phẩm gì thì tôi phải đến tận nơi và tôi phải thanh toán bằng tiền mặt chẳng hạn. Thì bây giờ tôi có thể chuyển khoản. Mở tài khoản trực tuyến cho phép người dùng có thể chi tiêu tới 100 triệu mỗi tháng và sau đó có thể tăng hạn mức nếu muốn. Để tăng tính bảo mật của tài khoản, các ngân hàng phải sử dụng các biện pháp công nghệ cao, đối chiếu dữ liệu. Phương thức mở tài khoản trực tuyến này thì được Agribank áp dụng đa dạng các cái công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại và hỗ trợ cho khách hàng trong việc là mở giao dịch an toàn. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn hiện nay, việc mở rộng thị phần và tăng tập khách hàng đang là bài toán giúp các ngân hàng giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh về mặt thu hút vốn trong nền kinh tế. Tiền kỹ thuật số đang phát triển rất là mạnh, rất nhiều giao dịch xuyên biên giới đã và đang diễn ra. Nếu như chúng ta mà không sớm triển khai tốt dịch vụ ngân hàng số như thế này, thì chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong bối cảnh hội nhập nó rất là sâu rộng. Từ đầu năm đến nay, giá trị thanh toán qua di động đã tăng khoảng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Bởi ứng dụng chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu,
nhất là khi nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội. Cục Hàng không Việt Nam đang lên kế hoạch nối lại các chuyến bay nội địa ngay trong điều kiện phòng chống dịch. Các sân bay sẽ được phân chia thành 3 nhóm A, B và C với các mức độ khác nhau, áp dụng các điều kiện bay khác nhau với hành khách. Nhóm A là các sân bay tại những nơi không áp dụng giãn cách xã hội. Nhóm B là các sân bay tại những nơi chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực quận huyện. Nhóm C là các sân bay tại những nơi áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ. Ví dụ từ sân bay nhóm A đến các nhóm khác, hành khách chỉ cần có giấy xét nghiệm COVID-19 còn giá trị. Các nhóm còn lại sẽ áp dụng quy định phòng chống dịch phù hợp. Hà Nội bắt đầu thiết lập 3 vùng đỏ, cam, vàng theo nguyên tắc phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch. Quy định phân vùng này, theo đại diện của các hiệp hội và doanh nghiệp, đã bước đầu gỡ khó cho hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp ở vùng ven của thành phố Hà Nội vốn đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Doanh nghiệp này trước khi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 luôn duy trì 350 công nhân viên để đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu cho thị trường. Thế nhưng do cơ sở sản xuất đang nằm trong vùng 1 theo phân vùng chống dịch của thành phố Hà Nội, số lượng nhân viên đã giảm đi một nửa. Vì thế sản xuất gặp nhiều khó khăn khi mà đơn hàng tăng mà năng suất lao động lại giảm. Suất lao động cũng bị giảm trên mỗi lao động đến 30-40% so với trước đây vì giữ khoảng cách trong vấn đề làm việc. Chi phí đều tăng lên rất là nhiều. Hàng các đối tác của chúng tôi thì ở các tỉnh. Và khi mà chuyển hàng từ các tỉnh về đây thì hiện nay vì là các thủ tục thay đổi rất là nhiều. Nên là nhiều khi là chưa kịp làm xong cái thủ tục thì nó ảnh hưởng đến cái khâu mà nhập hàng của chúng tôi. Còn doanh nghiệp dệt may này nằm trên địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi được quy định là vùng 2 kể từ ngày 6 tháng 9. Vùng 2 sẽ không bị kiểm soát chặt như vùng 1, nên với doanh nghiệp, đây được coi là tín hiệu tích cực vì tiến độ các đơn hàng xuất khẩu được đảm bảo trở lại. Khi mà chúng tôi bị ảnh hưởng như vậy, thì cái quan trọng nhất là cái giải pháp của chúng tôi là phải tổ chức sắp xếp hết sức linh hoạt để có thể vẫn duy trì ở mức tối thiểu cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để giảm thiểu các cái thiệt hại, để làm thế nào khách hàng người ta chỉ đánh giá đây là những cái khó khăn của May 10 trong ngắn hạn. Tính toán cái kế hoạch sản xuất để làm gọn từng đơn hàng, từng mã hàng, để cứ xong từng đơn hàng là chúng tôi có thể xuất khẩu được. Mặc dù vẫn còn một số bất cập trong những ngày đầu thực hiện phân vùng sản xuất, như quy định cấp giấy đi đường có mã QR, các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy móc không được hoạt động khiến sản xuất công nghệ cao gặp khó. Thế nhưng việc phân vùng kiểm soát dịch, theo đánh giá của các hiệp hội là hợp lý, giúp cho các doanh nghiệp ở khu vực vùng ven Hà Nội khắc phục được việc đứt gãy chuỗi sản xuất. 50% các doanh nghiệp là đã có khả năng để có thể ổn định sản xuất kinh doanh trong cái việc mà chúng ta đang làm giãn cách như hiện nay. Còn lại các doanh nghiệp vẫn đang khó khăn về cái việc mà xin cái cấp các cái giấy đi đường. Bởi vì có những doanh nghiệp là gì, họ đang ở vùng đỏ nhưng mà người lao động thì đang ở vùng xanh. Doanh nghiệp cũng phải tổ chức là xét nghiệm cho các người lao động, cán bộ công nhân viên và có cái sự cập nhật báo cáo thường xuyên về cái việc phòng chống dịch bệnh tại các cái cơ quan, tại các xí nghiệp này và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan công quyền. Để có thể khôi phục sản xuất an toàn, các doanh nghiệp tại các vùng đều kiến nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cấp giấy đi đường đúng tiến độ, đồng thời thống nhất các quy định phòng dịch để doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất trong bối cảnh khó khăn chồng khó khăn như hiện nay. Và phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 theo địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.